Tại Đà Nẵng, trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, thực hành tốt bảo quản vaccine GSP tại kho vaccine COVID-19 Quân khu 5. Tại lớp tập huấn, gần 40 học viên là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại kho vaccine COVID-19 Quân khu 5 và các cán bộ nhân viên ngành dược của Bệnh viện Quân y 13-17 được các cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang bồi dưỡng hướng dẫn thực hành về quy trình tiếp nhận vaccine dung môi, bảo quản vaccine trong tủ lạnh dương, bảo quản dung môi vaccine ở nhiệt độ âm sâu trong thùng cách nhiệt của hãng Pfizer, theo dõi và ghi chép bảo quản vaccine, làm đông băng và giã đông bình tích lạnh, đóng gói vaccine vào hòm lạnh, vận chuyển vaccine bằng xe tải lạnh hòm lạnh, kỹ thuật bảo dưỡng tủ lạnh TCW4000AC, xử trí tình huống khẩn cấp vaccine, phân bổ và cấp phát kiểm kê vaccine, dung môi tại kho, thu hồi, biệt trữ, xử lý sự cố trong quá trình vận chuyển. Trong quá trình tập huấn thì tôi đã được trang bị rất là nhiều kiến thức chuyên ngành, bổ ích và rất sát với thực tế. Trước diễn biến rất là phức tạp của dịch COVID-19, thì cái việc mà đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho các cái lực lượng chức năng cũng như là nhân dân thì có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc đẩy lùi và ngăn chặn dịch bệnh. Thì chính vì vậy mà tôi luôn quyết tâm lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những cái kiến thức mà các cán bộ giảng viên của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang đã truyền thụ và hướng dẫn. Nội dung của cái việc tập huấn này thì chúng tôi chú trọng vào vấn đề là hướng dẫn cho cán bộ quân khu làm sao là biết cách để vận hành bảo quản, sắp xếp bảo quản và vận chuyển vaccine để được là đảm bảo theo đúng cái quy định của cái nhà sản xuất cũng như là của chương trình để cho vaccine được vận chuyển đến cho đối tượng được tiêm chủng là đảm bảo chất lượng một cách tốt nhất trong cái quá trình mà vận chuyển để sử dụng. Hệ thống kho chứa vaccine của quân khu 5 có quy mô lớn, được đầu tư xây dựng, lắp đặt nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng do Bộ Y tế phát động. Quân khu khi được Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Y tế giao nhiệm vụ là chuẩn bị kho để tiếp nhận, bảo quản, phân phối và vận chuyển vaccine trong chiến dịch tiêm chủng toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động. Để chuẩn bị cái nội dung đó, thì quân khu đã sửa chữa và nâng cấp cái kho dược của Xí nghiệp Dược 34 theo đúng mẫu thiết kế của Bộ Y tế, tổ chức điều động cán bộ, chiến sĩ có chuyên ngành dược để về phục vụ cho cái kho dược, kho vaccine. Trong kế hoạch thì mình có một huyện đảo là huyện đảo Lý Sơn, là quân khu phải đảm bảo đến nơi. Thì đã làm việc trong cái giao nhiệm vụ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ chuẩn bị một cái tàu cao tốc. Khi biển động không chạy cái tàu cao tốc được thì theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, quân khu sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng là sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển từ Đà Nẵng ra đến thẳng đảo Lý Sơn. Với sự vào cuộc quyết liệt khẩn trương của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 5 và các cơ quan chức năng, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Quân khu 5 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng tham gia và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc.